Đấy, xong là em cho số người yêu luôn nhá, để em Sùng ấn xong gọi nói chuyện với người yêu luôn nhá. U u giờ số điện thoại này cho phụ mua ở phụ mua trong cái thạc nhá. Kéo kéo ngã đi anh. Úi giời, kéo ngã mới chứ. Được rồi. Mình tính. Rồi. Nhá, được rồi, cho số đây nhá, gọi luôn. Ừ. Anh nói số cho tay dưỡng mặt thảo cũng đúng rồi. Hả? Mong lắm rồi. Mong lắm rồi hả? Vâng. Tức là... Tay dưỡng mặt thảo cũng chỉ vô nét thả đấy đúng không? Nét thả đúng rồi. Thế thế anh bảo cái gì? Anh bảo là nhanh nhanh lấy số đây để anh còn gọi. Ừ, đây, bây giờ xong là em ấn số cho nhá. Vâng. Ấn số cho, ấn... Đây, em hướng dẫn anh luôn này. Đấy. Nhá. Đấy. Nhá, nói chuyện luôn nha. Ừ. Ừ. Rồi. Ấy ấn gọi cho anh luôn. Đấy, gọi em gọi cho anh nhưng luôn. Nhưng mà có tiền không ha? Không biết là có tiền gọi được lâu không ha? Có khi là hết tiền mất thì. Rồi. Kêu tinh tanh rồi. Bật ra ngoài lên cho sư huynh. Ôi, tắt gì à? Ố, nhầm rồi. Đây. Vào lại. Rồi. Rồi, bây giờ. Đấy, anh cầm điện thoại đi rồi anh nói chuyện. Nói thế nào nói đi. Nói thế nào ấy? Bảo là mới hay. Đâu phải vào người yêu ơi mà thế chứ. Anh. Ấy. Hay. Ông nhỉ, ông vừa nhớ chạy lại. Hôm nay em làm gì ở nhà? Hôm nay em làm gì với làm gì? Nhớ chạy nên bỏ học chơi thì học rồi. Hôm nay em ăn gì chưa? Muốn đi học từ đấy từ à? Thì tổ sư. À. Ông muốn lần nào vậy? À không thấy anh vào rồi em có người yêu không? Ấy chuyện tôi về ý chế với chú nè. À anh cứ vào thoải mái đi, có mình em ở nhà thôi. Tao phải nói vậy chỉ tôi về ấp của nhà ông nè. Được ha. Hai ba ngày hôm nay anh không xuống rồi em có nhớ anh không? Anh cho mà thật thì cho cá tôi không? Em cứ ở nhà hai ba ngày nữa đi, mai anh sẽ xuống. Số thì tối rồi, số từ thế đấy, nghe u nó buồn cho to, xuân ở bên nông cho, ồ số thì tối. À, mình nghe ở nhà thôi gì? Anh sao bao xa chi lọ chứ đâu? Xa lọ mà tôi sửa, u yêu cho lọ sửa, chơi chơi u yêu cho lọ chỗ nhỏ nè. Mà tao sáng nhất rồi là ô từ giờ ô bên nông ô từ nhỏ tao ấy ô thì nên ô thì giờ tao nó thì ô thì còn sao bao cái nhất rồi giờ mà rồi thổ nhỏ thì mà ô chỉ tao rồi là từ tới lúc thì nè thế nhá cái cuộc sống này tao nào cũng tổ chức tan nên chủ yếu tổ chức muốn này anh mong lắm rồi sao mà anh xuống lần này là về làm vợ anh luôn nhé nhỏ đi mà muốn tay ngồi nha, muốn tay là mà u cho ít xa chơi, ít cái tàu xí lú à? À, hôm nay anh có điện thoại mới rồi, mà anh chụp ảnh em với anh nhé. Anh luôn. Mà anh của nhớ, anh nhớ họ chơi chỉ chủ rồi mà. Ừ. Nói mà. À, thế nào? Thế người yêu bảo thế nào? Nói mà, nó có được anh nhớ chơi mà u, nó có ông bên trong vậy u, bây giờ tôi số, nhớ họ chơi thì muốn chụp ấy. À, em ở nhà thì ở một mình thôi, đừng có dẫn ai ở với em. Đừng đi đâu nhé. Đừng, anh nhớ em lắm đó. Anh nhớ chị ở bên các thằng này kiểu yêu bé rồi cho số mà nhớ chị với cả bé tôi không có chơi thì nhớ chị ở một thì thế là yêu hồ tây cho thế cho một thì à. Ờ. Ông muốn chỉ thằng đồ mà ông muốn chỉ có chơi vậy. Ha 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 em ơi, anh nhớ em lắm rồi. Ông chị chạy nè. Ừ. Ông chạy đi của tao hả? Thế thế người yêu bảo thế nào? Người yêu bảo là, anh nhớ quá thì anh phải cố gắng nhé. Ngày mai anh xuống luôn. Chưa giáo đi nhiều mà. Bây giờ mấy gì hay tổ chức chú dạ.
Hay đi mà nó quên lại, cú chó mỹ rồi chơi nó. Thế ngày mai ngày kia thì anh xuống có về làm vợ anh luôn không? Ấy ra thế rồi, nó cho về cái nguồn. Dẹp dẹp vào để người ta đi nhanh đi. Chó lỗ lỗ chơi chuối. À, ừ. Ừ. Em ở nhà đợi anh nhé. tắt đi cho bây giờ hướng dẫn anh đi gọi xong phải tắt đi. Rồi tắt như thế này anh này. Đấy tắt xong rồi đói bây giờ. Anh vào này. Đó anh thấy cái chữ số điện thoại chưa? Thế sau anh bấm cái nút này là gọi nhá. Rồi mai gọi như thế. Tí lúc nữa về nhà anh cứ như thế gọi. Sướng thế. Đừng có chuyện người yêu xuống nhỉ. Ấy thấy thế nào? Sư huynh thấy có điện thoại gọi cho người yêu có tiện không? Muốn tay nước này phụ nào nó rồng dai rồi. Muốn tay nó mà chỗ u thế chỗ này chứ mà cái rồng gì cái rồng chỗ đấy. Ôi cực kỳ sướng luôn. Có mình có thể nhìn thấy nó khi mà chụp ảnh xong mình cần về nhà mình mà mình còn được nhìn thấy nó luôn ấy. Thế thì mình do cái chỗ thì cái chỗ nào? Là sao ấy? Sướng thế. Anh có bảo là có cái điện thoại này mà dù có ở xa mình cũng được nghe giọng ở cái điện thoại này đỡ nhỡ một tí rồi. Ôi trời, thật á? Ý thế thì chúc mừng xui xui. Phải. Đấy, đúng, mình đi anh. Đi. Đấy, như thế là được rồi. Bây giờ có điện thoại như thế là cứ hướng dẫn cho xui huynh là những nghe mới gọi thế là chụp ảnh là thôi đúng là tuyệt vời. Bây giờ mình đi thôi. Đấy, có bác ạ. Ba anh em đang có mặt vào chỗ nhà em Vả Bị Liệt. Hôm nay thì cũng đi ngang vào thăm cháu Mỹ đấy thôi các bác. Đó vừa mới lại thăm cháu Mỹ xong lên thì cũng bảo là ghé vào nhà của em Vả Bị Liệt một chút. Tại vì đợt trước cũng vào ấy, hai vợ chồng anh Lúa, tức là bố của em Vả Bị Liệt thì cũng bảo là chấp nhận cho một cái khoảnh nương ở chỗ nào đó để được làm nhà ấy. Thì hôm nay cũng nhân dịp vào đây thì anh em sẽ ghé vào để xem là gia đình bố trí cho em ở cái chỗ nào ấy các bác ạ. Đấy, bây giờ thì cũng chưa biết là gia đình chấp nhận cho em ở cái chỗ nào. Cũng nhân tiện thì ghé vào thăm tí để xem là gia đình bảo ở cái chỗ nào ấy thì mới biết được. Đấy. Nhưng mà hôm nay thì đúng là có sư huynh nhìn nó cũng có cái điện thoại mới, có cái điện thoại mới cũng rất là tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Đấy. Hôm nay là còn xin được số rồi đấy. Hôm nay là có số rồi nhá. Số rồi nhá. Lưu vào là cứ thế là lên nhìn thấy số là gọi. Nếu mà không biết đọc thì đi bảo ai người ta biết đọc ấy, bảo là số này vậy thế. Không biết là nhà này có ai cả nhà không nữa. Nhà này thì phải nói là nó cũng có cái gì đó rất là bực mình mỗi lần vào nhà anh Lúa này. Đó, làm bố làm mẹ thế nhưng mà để mà lo cho các cháu thì cũng rất là khó. Đấy, bao nhiêu lần anh em vào để mà vận động bảo là có cho em phải một cái chỗ nương nào đó để mà làm nhằm được nhà. Nhưng mà gia đình cũng kiểu như là nửa muốn được không ấy. Nửa muốn cho nhưng mà nửa muốn phải có tiền. Đấy, thế mới khó chứ nè. Khua. Kêu có ai ở nhà không? Khua. Gọi xem nào. Hả? Ủa, chúc hơn nhiều. Mưa gió nên. Chúc làm gì mà? Hả? Xin chào. Ôi, mỏ lên rồi nha. Hả? Học vừa khâu. Chúc mà. Đang nấu cơm hay làm gì à? Đang nấu lợn đấy. Cho lợn ăn. Vâng. Ôi dù, một cái chảo to thế này à? Quay lên. Xin chào em gái. Đây là con dâu. Ôi dù, được nhiều ngô thế. Thu về hết chưa hả chị? Chị Phúc Quyền này sao chết tao rồi? Nên hả? Thu hôm này là hết rồi anh ạ. Hết rồi á? Xong rồi. Thế tên anh Lúa đâu? Xin chào mấy chị. Chị muốn trao.
vừa ra ngoài này thôi. À, thế là lại chạy đâu mất tiêu rồi. Thấy ngay mình vào chạy tại sao ấy, vừa đi ra chỗ em vào một tí. Đấy, nhá trẻ rồi. Hả? Đang thu mua các thứ hả? Ấy chú. Hả? À. Ừ, chào em cá nhé. Ồ, cả cậu con trai cũng ngồi đấy á. Ồ, làm cái này lâu nhiều thế. Ở thế này suốt ngày cũng thấy bí lắm nhỉ. Nếu mà ở cái nhà nó sạch sẽ thì em vận động được thì nó cứ kiểu như cứ lết đi đến lại từ bên này sang bên kia thì nó rất là khó. Hả? Ủa, mua mà chị sao? Sao thế? Mua mua đi mà sao chị tao này? Lâu mấy sao? Ủa chị tao này? Anh li vào gì? Anh nhớ hỏi là cái này làm như vậy nó mệt không? À, làm cái này không mệt đâu. Nhưng mà em cũng phải làm thế này thì nó mới vận động được chân tay. Vâng. Đấy. Chứ em gái làm thế này thì mới vận động được. Cái tay thì thoải mái vận động rồi, còn cái chân thì em bị teo lâu rồi, đâm ra là không đi lại được thôi. Thế thì ví dụ như thế này, tới này nếu mà có nhà khác ở ra thì hai ba mẹ con có khác tự ở được không? Nhớ nên nhớ nên về tuổi giờ thì mới được chuyện nên nhớ nên của nhớ nè. Nhỏ à? Có khác tự ở được anh. Cho nấu cơm ấy, ví dụ làm cái bếp nó thấp với em có khác tự nấu cơm được không? Wow, cho tránh thế, wow cái kỹ thế, wow thế khó chú kỹ thế, nên mạo nên của tao mà. Sao tao thì có sao tao ra thì mua nữa là xế sao mà mọi người tao. À. Bây giờ nếu mà mình có thể ngồi được là làm được anh ạ. À. Vâng. Nghĩa là em vẫn còn ngồi còn tự lết đi lại là em sẽ làm được cái gì? Mắn có sao dù mà cả mà muốn nhầm tao mà. Sao cho trong là mua lò mũi. Mà giờ ý anh chỉ mua lò chơi nhau tiêu chơi sẽ mua sao một tài tao. Tao rồi. À, nếu mà ngồi mình có thể lết đi lại là chắc không được anh ạ. Hả? Vâng, cũng khó. Ngồi lết đi lại á? Ừ. Vẫn đi lại thoải mái chứ, tại vì là em chỉ cái chân, ví dụ cái tay em vẫn khỏe như thế là mình cứ thể di chuyển đi, di chuyển lại là được mà. À. Nhớ là nhớ mà mong cầm, nhờ nhớ mua hóa lý, mà muốn nhớ một chữ ấy. Mua chữ tao. Không gọi động được. Bây giờ chẳng qua là chưa làm lần nào thì em cứ sợ thế thôi. Em ngại thế thôi. Đấy, bây giờ kiểu như là cứ nằm suốt như thế này chưa được lết đi lần nào, kiểu như là cũng ngại sợ ấy. Không sợ đâu, mai mốt thì bọn em các bọn anh các hướng dẫn cho để cứ lết đi lết lại để cho nó vận động nhé. Dạo này nhìn béo hồng ra hơn tí rồi. Dạo trước thì em chưa đi khám thì gầy gò hết. Mấy mẹ con thì nếu mà khác ở thì cháu nhỏ kia cũng biết tự nấu cơm được rồi nhỉ. Cậu con trai kia tên là gì? Tùng Sánh á? Sánh à? Vàng Vàng với Sánh à? Nấu cơm được chưa hả Sánh? Ông bố bà tao mò. Hả? Vẫn chưa nấu được nhưng mà theo em thì mình khắc thử chắc chắn sẽ làm được. Bởi vì ở trên này mình đã có nghĩa là mình đi được, bố mẹ có thể chỉ là sẽ làm được anh. Vâng. Thế bây giờ là mấy mẹ con là cũng muốn khác ra ở gì? Nên thì cái giống mấy đứa trẻ mà nên sang nhau đây đấy mà. Sang nhau. À, nếu cũng rất là muốn ở khác ở riêng. Ồ, đây là cái nguyện vọng của em đấy, tại vì là ở như thế này thì nó cũng thấy là khó bí lắm. Với lại ông bà ấy thì nó cũng hơi khó, tại vì là ông bà nhiều khi là bố mẹ thật đấy, nhưng mà cái kiểu ông bố mẹ này thì để chăm lo đầy đủ cho em thì nó cũng hơi sương. Đâu hả chị về đây nói chuyện tí. Nên nhận giá lớn đi tham chị đua. Thế bây giờ thu ngô xong cái này nhà chắc là cũng không làm gì được chứ hả chị? Nên là người ta nên chúa chị mà nên. À bây giờ cũng chưa có việc gì làm. Chưa bây có việc gì. Thu xong rồi. Vâng. Thế em hỏi một chút là đợt trước anh em vào cũng trao đổi với gia đình như thế thì gia đình bảo đồng ý cho cháu ấy cái chỗ đất ở chỗ nào thì gia đình đã khoanh cho cháu chưa? Thật giờ lò thì giờ mới có chơi mẹ nhận đấy, mới có ăn mẹ là có chơi này, nếu mưa tạm biệt khó thì đấy.
Quần đâu rồi? Hết cho tụi mi túc quần đâu ra. À, cũng sắp xếp được một ít rồi anh. Sắp xếp một ít đó. Ừ, sắp xếp được đất rồi. À, ở chỗ nào có sao? Nhóc bộ đê nhỉ? À. Nhóc bộ đê không nhỉ? Đâu đúng đâu, đâu ra. À, ở trên này thôi. Ờ. Nhưng mà làm nhà các thứ nó cũng tiện đấy chứ. Giờ tao ơi, lúc chơi mà nhăn thì tao không dùng gì mà. Ừ, thì là ba mẹ khô mà trên này tú nhỏ 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 tiền xế buồn thì nhớ u mi lú đủ đại cô chỉ khô dễ xế mi buồn nữa mà tàu thì tàu. À, nếu mà làm như thế nó sẽ tiện hơn anh. Ừ, bằng gần đường cái gì? Bộ nhớ gì cái xe à? À, nhớ gì mà cái xe tú chỉ tàu ấy. Chế lò xe mẹ? Xe mẹ cả tú chỉ tàu tàu lại chứ u chỉ tàu tàu số kê à tú chỉ tàu nè. À, cũng gần đường nhưng mà cái đường đấy bây giờ làm vẫn chưa xong, cái đường đấy bây giờ họ đang thi công chưa xong. À, cái đường đấy nếu mà thi công xong cái đường đấy thì sẽ làm, sẽ ok. À, sẽ nghĩa là bây giờ đường. Là cái đường vào đấy là người ta làm cho xong gì? Vâng. Chỗ nào, chỗ bảo là gần chỗ cầu con trai ở kia. Vâng. Bây giờ họ nhớ sắp sang hết rồi tôi. Có. À, vâng, đúng rồi đấy. Vâng. À, ừ, đây này, anh lúa đây rồi. Về đây xem nào. Là này chứ lo. Nói chuyện thì phải có ông bà này nói nó mới. Vâng. Ấy, còn nhiều khi ấy, bà cứ cái gì cũng hỏi chồng, đâm ra là chồng không quyết thì bà cũng chả dám quyết. Tức là nhớ thành chỉ lúa là chứ lâu rồi. Ờ, tức là biết thành chỉ lúa. Anh đi làm gì vậy? Ông đi xem mấy cái tổ ong của mình như à đó. Có mưa không? Bố bố mưa gì? Sửa chim này chứ không có tổ ong sửa thế. À, chỉ mưa gì mưa đấy? Nè chỉ tắm mưa. À, chưa vẫn chưa có nhưng mà ít đấy. Ừ, chắc mới quay cái gì? Vâng. Đấy nhá, hôm nay thì em cũng vào đây thì xem là ông bà trước bảo là cho cháu cái chỗ nương nào để mà làm nhà ấy, thì nếu mà xác định cho ấy thì đi làm cái giấy tờ tách ra cho cháu nhá. À, đấy, thì chị Phương cũng bảo là cứ tách một cái mảnh nương nào đấy gia đình đồng ý cho cháu ấy thì làm cho cháu một cái giấy tờ riêng đấy, để đứng tên của cháu ấy, sau đó thì lúc nào chị có ấy thì chị sẽ giúp cháu để cất lên cái ngôi nhà nó nhỏ nhỏ cho ba mẹ con khác ở nhé. Thật ra lò này để mỗi giờ ô chơi mà mới có đêm mê đâu rồi. Vậy mua chỉ mua sáng đó mà sáng đó rồi giờ để mua à giờ mua mà ấy giờ thì à với con ta chỉ có lúc chơi đấy à cho té đấy con ta sang là cho nên tú bé nhé của ta ta vậy của ta chạy mà với nhiều con có rất mà đi cháu này à vẫn nếu mà làm thì sẽ gia đình sẽ cố gắng để cắt làm lại cái tờ giấy đấy cho đấy thế thì à, bây giờ chị trước cũng bảo em rồi, bảo là gia đình cứ lo cái giấy tờ cho cháu đi thì lúc nào được thì chị sẽ thu xếp gửi tiền về để giúp cháu làm cái ngôi nhà. Đấy, bây giờ thì nói chung là chị cũng chưa gửi tiền về đâu. Đấy, chị cứ bảo với gia đình như thế trước, nếu mà gia đình đồng ý ở cháu nào làm được nhà nó đủ cái ngôi nhà cho cháu là được rồi. Đấy, sau đó thì gia đình sẽ đi tách cái sổ ra cho cháu, làm cho cháu một cái giấy tờ riêng cho ba mẹ con. Sau đó thì chị mới gọi là gửi tiền về để giúp làm nhé. Còn nhà này ấy, nhà này thì nếu mà muốn làm cho ba mẹ cháu thì cũng phải xác định phải tách giấy tờ ra cho cháu riêng để đứng tên cho ba mẹ con. Chứ mai mốt về lâu về dài thì còn có cháu nhỏ mà. Nhớ đâu rồi mai mốt thì gia đình lúc chưa làm được nhà thì đồng ý làm được nhà xong thì gia đình lại không đồng ý, lúc đấy thì các cháu lại mai mốt thì không biết là ở đâu. À, mới thì nên làm này thì giờ nếu muốn thấy khó thế mẹ giờ cháu với lúc trên là nhóc cái giống lại mà nhé, nhưng mà nếu muốn sổ chiên ta chiên thì ý là chiên thì muốn nhóc lúc trên chiên thì muốn thì bè thì muốn thì tê thì muốn thì không thì nhỉ chiên thì chỉ sáu công nè chỉ công chính chỉ công mà chiên thì chiên thì ra này chiên giờ thì dụ giờ thì nếu vậy lắm mà nên nếu muốn chiên đâu vấn đề nếu muốn chiên thì lúc ta học thế là cho nên tôi thấy khó thì nè thấy khó chiên nhiều muốn nhỉ.你只够背就能够读字啊意思哦这个你要么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 你要
nhìn nhau chơi. Nhưng mà lưu phèn là mà thấy cái gì đó. Anh nhìn rồi lưu phèn kẹn nó, lưu phèn nhìn nhau kẹn nè. Nhưng mà từ 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 chơi, lần từ chơi theo gạo tuổi à, rồi lưu phèn mà thấy một chuyện đâu đó hô à, là hô chú sĩ mi sư đó hô là sư phụ ấy. Thế nên ông bà ấy bảo gì? Ông bà sẽ bảo là nếu mà được ấy thì sẽ đi làm cái giấy tờ. Chia cái đất đấy một ít cho ba mẹ con. Vâng, khả năng thì sẽ đi làm như vậy. Đúng rồi. Vâng. Phải đi làm như vậy nhá. Vâng. Anh chị nhá. Mới lại hai nữa là bây giờ ấy, bây giờ cái đất đấy nếu mà đất trồng ấy thì chuyển sang làm nhà ấy thì cũng phải có kiểu như giấy chuyển đổi thì mới làm nhà vào được ấy. Bây giờ nó khó lắm. Nhưng mà giờ nếu từ phòng này nó dành muốn học thế nào thì mà nếu với đàn ta đồng thì cởi cho nên tu. Đấy. Đấy. Anh có hiểu không? Bây giờ anh cứ lên xã anh ra gặp đại diện thôn mình ấy, cứ bảo là muốn tách cho cháu ít đất để mà làm nhà, xong rồi xin người ta để chuyển đổi sang đất là làm nhà ấy. Đấy, thì mới làm được nhá. Ông hãy chú trên, ông hãy chú trên để nhớ mà nè nè ung dùng mấy khoản ăn mệt rồi thì mình sẽ với lúc trên thì nhớ thì mà nè chế ít đàn ta để với đàn ta chỉ dùng mấy khoản mệt rồi này. Tú họ ăn thì với phục vụ trên đàn này nhớ. Đấy. Mà đi. Yeah, nhưng mà tôi biết dù sát rồi dù mà tới thì dù tôi họ ai nên đâu ở trên nhóm cái dù hai đầu chỉ rõ thế là hai đầu sẽ có tập bóng và cũng bảo là sẽ đi làm anh sẽ đi làm cái tờ giấy đó được cho ba mẹ con. Đúng rồi, bây giờ nếu mà làm cái được thì chị Phương thấy làm được đâu vào đấy thì sẽ chị sẽ gửi tiền về, sau đó sẽ làm cho mấy mẹ con ngôi nhà, gọi là mấy mẹ con khác ở nhé. Làm nhà đây mình không phải là làm nhà như anh chị này đâu. Đấy, làm nhà cho ba mẹ con đấy mình phải làm nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà có lát gạch các thứ đàng hoàng để cho chị nghe cho em và ấy, còn có thể là lấy đi lấy lại được để cho em còn vận động được nhé. Ủa mà bây giờ là quế họ chơi chi thứ chi, ủa họ này đủ còn thì xin mong họ sẽ để vào bằng gà tao đây. Đấy, đó. Đấy, hôm nay hai vợ chồng thống nhất thống nhất rồi. Tại vì nhà này ấy, đợt trước anh em Xuân Thiệu và em Dìa vào ấy, không biết bao nhiêu lần vận động gia đình đấy, gia đình thì cứ bảo là cho thế nhưng mà phải có tiền đất đấy, nhưng mà cũng bảo là nếu mà cho con gái mà còn lấy tiền đất thì sẽ thôi, sẽ không làm nữa. Thì vợ chồng cũng nghe được thì chắc là cũng thống nhất được với nhau rồi. Hôm nay thống nhất tốt rồi. Nhưng mà bây giờ thì sẽ bảo gia đình là đi xem cái chỗ đất đấy này, tách ra cho mấy mẹ con, làm cái giấy tờ cho mấy mẹ con là được. Đấy, cháu đây này. Thế này con trai đi làm hay là vẫn ở nhà? Tôi mua mua chứ. À, con trai đi làm rồi. Đi làm thuê gì? Vâng. Mua rồi mà. Vâng, đi làm thuê là nhà ở ngoài đấy sao? Tức là bây giờ cái nhà mà ở trên đấy là bây giờ là vợ chồng con trai là lên đấy ở hết rồi à? Nếu từ tu từ nhà mình nhớ sổ rồi. Ở trên đấy rồi. Đấy, bây giờ là tính làm cho em ba là cũng định làm ở chỗ đấy gì hay như nào? Giờ thì nên đi mua mà ok không đang làm mà. Nhưng mua mà giờ nếu mua chơi mua tết làm thì xài qua chơi mà quần đâu mà. Quần đâu mà. Quần đâu mà quần xe tù tù. À định làm thì làm luôn ở cái chỗ gần. À nghĩa là sát xác định chỗ rồi. Nhà con trai đấy. Dạ. Cái chỗ này là cũng hơi nhiều đá đấy. Quần xe tù. Cũng xác định rồi anh. Xác định làm luôn cái chỗ đấy. Thế thì được ok. Không, bây giờ nè nè mù nè đâu. Nè kìa. Nhưng nếu muốn nói chuyện kéo mình nói lại thì bà có hỏi là khi nào làm thì mình tách sang hay là bây giờ lại làm, thì em có bảo là bây giờ phải làm luôn. Đấy. Tại vì là chỗ đấy cũng khá xa, bây giờ đi ra đấy thì cũng hơi xa rồi. Tôi hơn a chế ô tàu tụng như nhóm xếp của a chế dù ô dù rồi giờ cứ chỗ ô rồi bỏ xí hà đi chả. Thì bao có gọi cháu là gọi em là nếu như đi bảo trưởng thôn là tách cái đất đó rồi thì trưởng thôn có hỏi lại là nhà nước trợ cấp hay là ai làm nhà cho đấy. Thì cứ bảo có các ông bà có bác Mạnh Thường Quân giúp cháu mình mua nhà. Ông Hải mà lần không ở để mua cho
cho nên nên đi chính giáo cũng chính giáo cũng thế là ba của gì một là cho quái bỏ là ba của hết thì cứ bảo là có các ông bà mạnh thường quân giúp ba mẹ con nhé. Ờ để một là cho ấy là cho thay bỏ là cho ba mẹ của gì của thì tôi sư phụ tôi cho nhẹ mà những gì chỉ một chơi nhỏ mà tuổi họ à ít hôm à tuổi họ chơi rồi giờ lấy tôi và ủi hỗ trợ này cho bé thì nên tôi nhớ sẵn cho. Đấy thì có bảo là nếu mà như thế thì sẽ bảo trưởng thôn tách làm một cái giấy tờ, bảo xã làm một cái giấy tờ tách cái đất đấy riêng cho ba mẹ con. Đúng rồi. Thì sẽ làm cái đất đấy nguyên về cho ba mẹ con đó. Rồi rồi ok, thế là đúng rồi đấy, thế là tuyệt vời để phòng trừ cái mai mốt là ba mẹ con làm nhà xong thì không thể ở được, ông bà cứ bảo của ông bà thì lúc đấy thì, ba mẹ con này đi không được, ở cũng không xong ấy. Đấy, lo nhất là cái chỗ đấy, tại vì là em bà này còn một cậu con trai, bây giờ còn đang đi học, mai mốt thì còn trưởng thành thì còn ở đấy nữa, đấy, cũng không thể là mai mốt là cháu lại không có chỗ ở đấy. Đấy, hay anh chị thì cứ lo cho cháu đi, xong là được thì lúc nào thì chị Phương sẽ giúp cho hai ba mẹ con nhé. Nên nhìn mấy anh em mà quan tâm cái này thao thì cho lo thời là ba tao mấy mà rất là hạnh nhé. Mà nên vậy nên đi kiểu bây giờ là tranh thủ đi làm luôn. Đang rồi nên làm. Nên đi chúng mà chịu mà ok. Nên đi sẽ không thì nếu mà chị như căn thứ hai. Sang tuần đấy. Rồi ok. Thứ hai thứ ba mùng thứ tám. Đấy cái này. Thôi khả năng anh em cũng như tôi nhỉ, vào bảo gia đình như thế, bao giờ gia đình làm lo được cái thủ tục nó được êm xuôi rồi thì Xuân Thiệu sẽ quay lại, sau đó thì sẽ có thể là liên hệ lại với chị Phương để chị có thể gửi tiền về, sau đó thì sẽ giúp ba mẹ con của bác ạ. Đấy. Mình đi thôi nhỉ. Anh Ly đâu rồi? Anh Ly ơi! Đi mình đi thôi. Đi nhá, anh đi thôi nhá. Chứ có ăn uống ngoài nhá, dạo này còn ăn được không? Nên nó nấu tàu sống một thế mà. Dạo này vẫn ăn khỏe, ăn được anh. Vẫn ăn khỏe gì? Vâng, ăn được khỏe luôn. Đó, okay, rồi. Ấy, múa. Càng ngày càng khỏe. Đi thôi, suy. Múa. Hả? Mình sẽ chết thử đi à? Dạ. Mình có thử gì đấy? Được mà. Rồi. Được rồi. Xin chào nhé. Cố gắng lên nhé. Rồi ok. Nhà anh này, ngành lúa này nói chung là bà con ở trên này thì phần đa là như vậy các bác ạ, nhà nào cũng khó khăn đấy, để mà ở trên hoang mạc đá này thì ít nhà có những cái nhà kiên cố lắm, tại vì là bà con thì cứ chỉ một năm một vụ ngô duy nhất đấy, để lo được cái ăn cái mặc cho các con các cháu đã khó rồi, chưa nói là đến cái ngôi nhà nó được nhà cao cửa rộng đấy. Đây là các bác này, cái nhà này đấy, nó chỉ bằng cái vách này thôi. Đó, trong như thế này thì mùa đông thì lúc nào cũng chả gió lùa vào như là ngoài trời nhỉ. Vâng. Thôi bây giờ anh em đi thôi. Đấy. Anh em đi thôi nhỉ.